nên các phương tiện di chuyển rất là chậm và khó khăn. Do có công trình thi công sửa chữa ở một đầu ở khu vực này, cao tốc đường sắt Sài Gòn hướng thành phố Thủ Đức sang quận nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm. Và trên cả hai hướng, các bạn phải lưu ý là đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng quận Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Và trước đó thì anh Thơ có cập nhật cho quý vị một vụ va chạm giao thông ở địa bàn tỉnh Bình Dương, nhắc lại là đường Phạm Ngọc Thạch qua bệnh viện 1500 Giường tỉnh Bình Dương hướng đi quốc lộ 1 xảy ra va chạm giữa xe tải và xe gắn máy, hiện trường chưa được giải quyết, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình di chuyển ở đây và thấy là tình hình giao thông có những cái chuyển biến khác hơn, thì tôi cũng rất mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thông tin mới về cho anh Thơ trong buổi sáng này. Bằng hai cách là các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0239 9191.